trai trẻ bước đi trên đường xa lạ. Em về nói lại với anh xong á là chị không có muốn đi, chị không thích đi. Ồ. Sao vậy chị? Đi đi, đi cho vui. Chị hết hứng rồi, hết vui rồi. Chị không muốn đi. Chị hai, chị có suy nghĩ kỹ lại chưa? Ủa, tại sao phải lăng tăng? Tại vì á, hiếm lắm thì cái dây thần kinh tình cảm của anh Song của nhà em đó nó mới rung động đó chị. Chị phải nắm bắt cơ hội. Tối nay mày biết tay tao. Chưa thấy ai vô tâm đến như vậy. Suốt ngày biết nghĩ cho cảm xúc của mình không mà. Không có nghĩ gì tới cảm xúc của người khác hết. Bây giờ thì chị mới hiểu tại sao ngần đó tuổi đầu rồi mà không có được một mảnh tình dắt dai nữa. Vậy thì chị phải thương tụi em hơn chứ. Tụi em á hả? Lại càng không phải bận tâm. Trời. Coi như á là chị nể tình tụi em, chị đi coi với tụi em thôi á cho vui á, chứ không phải là vì em xong đâu nha. Chị Nhật nói thì á, chị thích coi phim Catching Fire phần 3. Sao anh biết? Vậy lúc anh đến anh có đón chị đúng giờ hay không? Anh sẽ đón đúng giờ. Khoan, rồi tụi em anh bỏ đâu? Anh đang suy nghĩ gửi tụi em vô nhà trẻ nào đó. Ủa gì kì vậy? Không có tụi em đi cùng hả? Do gì kì vậy? Như vậy không có được, không công bằng. Đúng rồi anh hai ơi, thôi bây giờ anh dậy đi. Tụi em hứa là tụi em sẽ ngồi xa thì là xa hai người luôn nè, rồi đi vô sâu luôn. Chỉ cần anh hai cho tụi em tiền mua vé phim là được rồi. Nghe có vẻ như ký kết hợp đồng vậy. No là không á anh hai. Thôi được rồi, nếu mà đã như vậy thì lần sau đừng có mà nhờ tụi em giải quyết hậu quả cho anh nghe chưa. Vào đi, cửa không khóa. Xong, mình đi được chưa? Đi. Sao chưa có đứa nào về hết trơn người ta? Nhật ơi, hay là Xong lấy xe ra trước xong rồi Xong đợi Nhật ở ngoài đầu ngõ ha? Ủa, sao đợi Túc ngoài đầu ngõ xa quá vậy? Tại vì chung cư này nhiều người nhìn ngó quá, Xong hơi ngại. Có cái gì đâu mà ngại. 28 tuổi rồi chứ đâu phải 18 tuổi đâu. Trai lớn lên, gái lớn lên, đến với nhau là chuyện thường thôi mà. Không phải như vậy. Thực chứ ra sao? Thì tại vì chung cư này nè, nhiều người cứ nói Xong là nói gì lắm mấy bay bà già. Cái gì?
anh nói đi. Nhật sẽ không có tha cho người đó đâu. Thôi 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 thôi, bỏ qua đi. Thôi bây giờ xong chờ Nhật ở ngoài đầu ngõ ha. Xong lái máy bay, ê, xong lái xe ra đầu ngõ. Xong. Đầu ngõ. Xong. Bực mình quả đi mà. Uổng công chăm chút nguyên một ngày hôm nay cho đẹp đẽ, không lẽ bây giờ ở nhà không để cho mình vui trọn vẹn một ngày hôm nay nữa. Dạ chào anh, mời anh ngồi ạ. Chào em. Dạ chào anh, em tên Lan. Chào. Dạ mời anh ngồi. Dạ anh ngồi đợi em lấy nước cho anh ạ. Dạ mời anh. Cảm ơn em. Dạ anh muốn sử dụng dịch vụ gì của spa tụi em ạ? Nhật. Anh muốn tắm trắng hay là xăm da? Ở đây có cái dịch vụ nào dành cho khách hàng nam không em? Dạ có anh, tại vì spa của tụi em thì nam và nữ đều có dịch vụ giống nhau, chỉ có khác là mỹ phẩm dành cho từng loại da khác nhau thôi. Dạ da của anh thì có vẻ như là ngồi máy lạnh nhiều thì em thấy nó hơi bị sần và khô. Đúng rồi, có chút chút. Dạ. Sao ạ? Ở đây có nhân viên nào khác không? À vậy là anh có hẹn với đồng nghiệp khác của em rồi ạ? Không có. Thì thật ra thì spa của tụi em thì còn thêm 2 nhân viên nữa và 1 bà chủ. Nhưng mà họ đã đi cái lớp đào tạo mỹ phẩm mới. Thì có em thì kinh nghiệm của em cũng 3 năm rồi, anh yên tâm nhé. Em cũng kinh nghiệm 3 năm rồi ha, vậy cũng giỏi rồi. Anh dạ. Không có ý cho em đâu. Dạ thôi thì em mời anh vào trong để em soi da kiểm tra lại. Vô trong soi da hả? Dạ. Anh đợi đi được không? Anh tên gì ạ? Anh tên Song. Song. Thì ra đây là cái lão Song mà mụi Nhật hết. Nhìn mặt cũng tử tế nhưng mà ai ngờ làm cho bá buồn hoài. Dạ. Có gì không em? Dạ cái tên của anh á, nghe nó lạ quá, nghe nó mát quá, nghe muốn nhảy xuống tắm luôn vậy. Em cũng khéo tưởng tượng quá ha. Dạ. Trừ khi cái Song thì vải nó bị ô nhiễm. Rồi tới liền. Ai mà gấp dữ vậy ta? Tới liền, tới liền. Rồi, chạy đi Song ơi. Ơi con Song, nước chảy đôi bờ. Anh Song đâu rồi mấy đứa? Trời ơi, em sợ spa của chị luôn á. Lần trước á, da em bị nhạy cảm, cho nên mới dễ bị kích ứng như vậy. Lần này đến lượt da của anh Song là da thô ráp. Mà theo em được biết là da thô ráp là nó đâu có bị kích ứng gì đâu. Anh Song đâu rồi mấy đứa? Trốn thui thủi trong phòng đó chị. Mà em nghĩ á, nghỉ việc ít nhất 1 tuần đó. Bởi vậy bây giờ chị phải đền bù tiền lương nghỉ cho anh đi, nuôi tụi em 1 tuần. Nuôi một tuần. Thôi. Không phải đâu chị, tại vì anh Song là trụ cột trong cái nhà này. Anh Song ở trong phòng đúng không? Dạ. Chị. Dừng. Hiện tại anh Song không muốn nhìn mặt chị, cũng như là không muốn ai nhìn thấy mặt ảnh cả. Cho nên em hy vọng rằng chị hãy tôn trọng ảnh nha. Em cảm ơn chị. Gặp hả? Sao ngược bài cảm? Nhật. Trời. Song. Song ơi. Sao mà Song tàn tạ thê thảm như thế này hả Song? Đây đây. Song đừng lo. Song sức đỡ cái này đi. Rồi lát nữa Nhật chở Song đi bác sĩ da liễu nha. Nhau thai của ai vậy? Nhau của Nhật đó.
À, lộn, của Cừu, con Cừu. À, thôi mà thôi khỏi đi, mới từ bệnh viện da liễu về. Sông ơi, Sông đừng có như vậy mà. Nhật thay mặt cho cả spa, thay mặt cho bé Lan, xin gửi lời xin lỗi chân thành đến Sông. Thật tình là con Lan nó không có cố ý đâu. Bây giờ spa với Nhật sẽ chịu toàn bộ chi phí khám chữa bệnh cho Sông. Cũng tại vì con Lan nó mới có 3 tháng kinh nghiệm thôi, cho nên nó mới ra nông nổi. Cái gì? Mới 3 tháng thôi hả? Ừ. Vậy mà dám nói nó có 3 năm kinh nghiệm. Mà lúc mà hả làm nó pha cái gì, mấy cái mỹ phẩm, mấy cái tá gì thì tùm lum tùm la hết. Mà mình thì mình nằm ngửa vậy nè. Rồi mình thấy tặng cái này không à? Ôi trời ơi, nhạy cảm. Nhạy cảm quá. Nó thấy này không mà, đâm ra hả mình không biết nó làm gì mặt mình nữa. Bởi vậy ta nói lớn già cái đầu rồi mà bị nai tơ nó lừa. Nai tơ lừa gì? Anh á, anh ở chung phòng mà anh không truyền kinh nghiệm với ảnh gì hết trơn à. Xin lỗi em chứ anh truyền đạt kinh nghiệm hàng tá cái luôn, xong cái từ bên ta bên này chuyển sang ta bên này anh không có để ý gì hết trơn luôn. Thôi bây giờ biết sao giờ. Mà biết nó có hận thù gì anh không nữa. Nó mát xa mặt anh mà nó cào vậy nè, giống như cào lúa vậy nè. Thật ra là tại vì cái con nhỏ đó nó cũng kỳ cục lắm. Nó cứ bị kiểu thông cảm và nghĩ cho người khác nhiều quá. Nó nghĩ là chuyện người khác là chuyện của nó không à. Thì Song cũng biết rồi đó, làm chung chị em với nhau thì Nhật cũng hay nói chuyện tâm sự với nó về chuyện mấy người trong chung cư này nè. Thì trong đó cũng có chuyện của Song, cho nên là nó mới như vậy. Nhưng mà Nhật nghĩ không có lần sau đâu. Nếu như nó dám tái phạm, Nhật sẽ nói với bà chủ spa sa thải nó luôn. Sa thải. Đúng rồi. Thôi bây giờ chắc ủa mà Nhật kể chuyện gì cho nó nghe vậy? Thì Nhật kể mấy cái chuyện của mình thôi, giống như là chuyện mình đi xem phim vậy đó. Hay là cuối tuần sau mình đi nữa đi. Thì tuần sau ha. Có tuần nào không? Thôi chắc bây giờ mình đi kiếm cái gì ăn cho dưỡng da. Hay là ăn yến á, hay ăn gì cho đẹp da ta. Thì bây giờ Song phải mở ra để cho Nhật coi của Song, là coi nó bị tình trạng như thế nào thì Nhật mới biết đường, Nhật tư vấn cho Song được chứ. No. Nhật coi. No. Tại sao? Bây giờ cái mặt này nó không còn được như bản gốc đâu. Thiệt đó chị ơi, tối nay tụi em còn ăn cơm tối nữa, chị đừng có mở ra cái là ối khỏi ăn đó. Mấy đứa lên phòng. Chạy lẹ 3 giây, đứa nào không lên phòng tối nay không được ăn cơm. Xong đừng có mặc cảm như vậy. Trời ơi, Nhật với Xong không à, có bao giờ mà Nhật tỏ ra kỳ thị hay xa lánh Xong đâu. Nhật thương Xong còn không hết nữa. Xong mở cái khăn ra đi, rồi để Nhật coi tình hình như thế nào để Nhật giải quyết nữa. Với nhiều năm kinh nghiệm của Nhật á thì mấy cái này cũng có sao đâu. Xong cứ mở ra đi Xong. Vậy hả? Đừng có ngại, cứ mở ra đi. Mở ra cho Nhật xem đi Xong. Có đi xem phim không? Không. Sao rồi? Ông đi Nhật, Mỹ hay Xin vậy? Mà mày dụ ông đi qua Thái đi nha, tao mới có tiền đền bù. Chứ đi Mỹ hay Xin chắc tao chết luôn á. Đi đâu mà đi? Hả? Đi vô trong viện da liễu thì có. Thiệt hả? Tao mất cả một ngày hôm qua để năn nỉ ỉ ôi ảnh. May á là cuối cùng tao cũng đã chạm được vào tâm hồn của anh ấy. Cả đêm tao cũng đâu có ngủ được đâu. Nhưng mà người ta nói là còn một tuần nữa mới biết là có bớt hay không. Một tuần hả? Ừ. Cũng đâu đến nỗi lắm ha. Tôi đến nỗi cái gì? Mày á. Ừ. Cái gì? Hay quá. Thời gian này á, tao phải càng phải ở bên cạnh để mà chăm sóc ảnh. Thôi để tao qua chăm sóc cho. Không được, mày biết cái gì mà chăm sóc? Sao? Mày không có kinh nghiệm, cho ăn tùm bậy tùm bạ, lại nổi dị ứng khắp người. Rồi mấy mốt nữa ai đâu mà dám. Rồi hiểu rồi.
Hiểu gì mà hiểu. Hiểu rồi. Mệt có đi mai mốt nữa không có manh động như chưa? Biết rồi. May á, ảnh là hàng xóm tốt của tao á. Nếu không ảnh mà chụp hình cái mặt của ảnh đăng lên mạng một cái là coi như spa này đóng cửa luôn á. Wow, anh hai mới mua hả? Không có. Đúng rồi, em cũng nghĩ vậy. Dễ gì anh hai chùm sò của tôi lại mua cái điện thoại xịn vậy. Tao đập cái đầu mày bây giờ dám chửi tao chùm sò hả mày? Cái này là của khách hàng tặng cho sếp. Sếp tặng lại cho tao, mà chỉ tặng cho trưởng phòng thôi. Anh hai, vậy anh hai lên hỏi sếp của anh hai á, có tặng cho người thân của trưởng phòng không? Mày điên hả? Tao định mang đi bán nè. Ồ, vậy hai tính bán nhiêu? 12 triệu. 12 triệu, đông coi. Cái này giá full box ở trên website là chỉ có 10.700.000 mà thôi. Mày bán giá đó ai mua? Vậy hả? Vậy bán giá nhiêu? À, hay là hai bán cho em đi. Cũng được, 10 triệu. Cái này càng không nữa, anh em mà bán giá trên trời vậy trời. Em thấy cái này á, lỗi thời rồi. 5 triệu chưa chắc có người mua. Vậy hả? Vậy thôi, bán cho mày 4 triệu chín đó. 4 triệu chín? Cái này á là bị lỗi cho nên là sếp mới tặng cho anh hai thôi. Hai đừng mà tưởng bở. Thôi còn mắc quá à, giữ làm đồ cổ luôn đi hai. Chứ giờ bán nhiêu? 2 triệu. Rồi 2 triệu. Vậy đi, mệt quá. Được giá luôn vậy đó hả? Wow, tuyệt vời. Không thể nào tin nổi à, từ 12 triệu xuống còn 2 triệu. Mà nó có một chiếc điện thoại rất là xanh điệu. Không thể nào tin nổi. Nổi. Không thể nào tin nổi. Trời đất ơi, từ từ, đứng, giữ nguyên. Ồ, đất ơi, cái môi trời cả tất vậy đó hà. Làm gì mà sáng giờ mặt chầm nhầm vậy, giận gì anh? Bạn em á, nó nói em có bộ đại gia không á. Ừ, thì đại gia mà. Đại gia gì mà không mua nổi cho bộ cái điện thoại mới. Cái điện thoại này mới mua mà, mua chi nữa. Cái này hả? Ừ. Cái này nhìn như cái đồ đập đá ấy, cầm số hộ chết đi được. Đập đá? Đâu để coi. Cái này mà đập đá được hả? Thử ra. Ơ à, đau lòng quá. Thôi để tôi tính. Tự nhiên thấy bán cái điện thoại tiếc quá à. Có 2 triệu à. Mà thôi, em trai của mình mà. À, biết rồi. Ừ. Rồi, anh nhớ mà. Anh nhớ rồi. Cái gì? Điện thoại mới mua đổi gì nữa? Rồi, thôi được rồi, để anh tính lại nha. Nè. Đừng có nói anh lấy điện thoại mới cho gái nha. Không có đâu. Hai làm như em ngu dữ lắm vậy. Hai yên tâm đi. Có đâu. Không có dạy gái nghe chưa? Sớm mày sướng nha, mới hôm qua mà hôm nay có điện thoại xịn rồi. Cái này có lại gì đâu mày ơi. Sớm mày đúng sướng thật. Thôi tao về trước nha, anh tao tới đón. Ừ vậy thôi mày về đi, chút nữa tao cũng có hẹn rồi. Anh núi hả? Núi hả? Núi bây giờ là xưa rồi. Hả? Ê, nghe nói mới được sếp tặng cái điện thoại hả? Khao đi nha. Có gì đâu mà khao. Điện thoại lỗi thời mà khao cái gì. Trời, điện thoại 12 triệu mà chê hả? Vấn đề ở đây không phải giá trị điện thoại, quan trọng phần mềm nó không có tốt thì... Sao không biết không tốt? Trời ơi, cái đó đang hot nhất bây giờ đó. Người ta sản xuất không kịp để bán đó ông. Bây giờ ông lên mạng, ông rao bán 14 triệu cũng khó người vô hỏi mua mầm đó. Thiệt không? Trời, tôi nói sợ ông làm cái gì. Con Trang cũng mới được sếp tặng một cái. Nó vừa mới lên mạng nó rao bán là có người vô hỏi mua liền.
Bao nhiêu? 13 triệu rưỡi. Cái gì? 13 triệu rưỡi? Ừ. Nó dám lừa anh trai của nó. Được rồi, tối nay anh mày về sẽ lấy lại cái điện thoại. Alo. Ủa, em hả? Anh làm gì tự nhiên mở âm thanh lớn vậy anh? Anh chúng ta hả? Làm gì vậy? Mẹ... ngồi xuống. Hai người làm gì vậy? Ngồi xuống này coi. Ông bị điên á. Tự nhiên đi ngồi có nấu ăn à? Điên 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 cái đầu mày chứ điên. Kìa, tại tao thấy người ta quảng cáo bánh tét ngon quá kìa, tao mới ngồi tao coi. Anh rảnh quá ha. Thầy bánh tét siêu thị ra chợ mua. Chợ ở dưới siêu thị làm gì có bánh tét cũng giống như dưới quê. Sao rồi? Thằng Núi đâu? Em không biết nữa, nãy giờ em không liên lạc được với ảnh. Thằng này kỳ ghê. Có mở điện thoại thôi mà cũng không nghe nữa. Thôi được rồi, ra xe đi, anh chở về. Bây giờ còn sớm hay là mình đi ăn cái gì nha? Em đói bụng quá à. Đi ăn hả? Dạ. À, nếu vậy thì qua nhà anh ăn đi, đỡ tốn tiền. Ha? Dạ. Ờ, vậy đi. Uống xong mày đi ha. Đi sớm đi. Đi trễ đã kẹt xe tốn tiền xăng lắm. Ờ. Chờ em chút. Alo. Dạ. Dạ, rồi. Kẹt. Má cứ bên mấy anh hoài à. Mấy anh ăn hiếp con thì có. À, má gửi đồ lên chưa? Ừ, hên quá à. Con tính nhờ má mua mấy đòn bánh tét. Tự nhiên con thèm quá à. Dạ. Dạ. Dạ con thương má nhiều. Nguyệt, chắc cũng đang nhớ mình đây. Alo, anh nghe đây. Trời, sao giống hỏi thăm người yêu của ta. Anh đang đi làm, anh nhiều việc và bận lắm. Thì cũng bình thường thôi. Ở đây anh có nhân viên giải quyết tất cả mọi việc cho anh mà. Trừ khi nào mà những công việc nào cực kỳ quan trọng thì anh mới đứng ra giải quyết thôi. Em Quỳnh có chuyện gì không? Hả? Hả? Ra bến xe lấy đồ hả? Ủa? Cô gửi đồ lên cho em nữa hả? Rồi, không thành vấn đề. Chào em. Ôi ơi, có bánh tét luôn mà giấu nè. Má ơi. Gì? Má ơi, có quà ở dưới quê gửi lên nè. Gì? Có quà ở dưới quê gửi lên. À, má con gửi lên hả Nguyệt? Vậy là quà của chung cư rồi. Đây đây nè, đây đây. Má nói nghe, bánh tét mà dưới quê nấu là ngon lắm nghe, gói khéo lắm. Tao nói Tết rồi là má thích ăn bánh tét ở dưới quê lắm á.
Ủa vậy sao hồi Tết năm rồi má không cho con ăn bánh tét? Bánh tét cái đòn này mua mắc thì bây giờ ăn bánh ú bánh ít cũng được, vậy cũng là bánh vậy con. Thôi vậy bây giờ mình vô mình lấy dao mình cắt đi. Để dao cắt. Dạ. Cắt đi. À, cái này ăn không được. Tại cái này con lỡ hứa cho nhỏ bạn con rồi. Mai mốt á má con gửi lên thêm con sẽ biết mọi người sao. Nè đây nè, còn nhiều đồ ăn lắm, còn nhiều lắm. Ổi nè, rồi dâu nè, rồi bánh lá dừa nè, rồi bánh ít nữa nè. Mọi người ăn gì cũng được trơn á. Nè, nó nè. Thích bánh này. Thích bánh này. Má thích ăn cái này. Thích này. Nhưng mà không được. Nhưng mà anh thích này. Ăn bánh tét. Ăn bánh tét. Ăn bánh tét. Không được mà. Ăn bánh tét. Đâu? Ít kỹ ghê luôn á. Ừ. Má ơi, ấy giờ má ăn bánh đi. Bánh đi. Rồi mở đi má. Dạ. À, trời ơi. Thằng quỷ. Má đồn hả? Trời ơi, công nhận nha. Cô chu đáo ghê á. Thấy tháng nào cũng hả gửi lên nè, coi nè. Bánh ít nè, nem nè, chuối nè. Mà mấy cái này á, thật ra trên Sài Gòn có. Nhưng mà em bảo đảm với anh á, là không thể nào mà ngon bằng dưới quê tự làm mà đem lên á. Đúng rồi. Ủa, bánh tét em cho bạn này hả? Có bánh tét hả? Để cho anh ăn hết cho Nguyệt. Đừng có cho ai hết Nguyệt. Để cho anh đi. Dạ, bánh tét của em cho nhỏ bạn em rồi. Trời ơi, uổng quá vậy. Anh thèm bánh tét lắm luôn á. Thôi, sẽ ăn này đỡ đi ha. Nha. Thôi, trần núi giờ đặng cùng với nhau luôn. Ừ, thôi cho ông núi đi. Thôi thì em ăn nem nha. Nem này núi khoái ăn lắm, để dành cho nó đi. Ừ, cho ông núi nem đi. Ừ. Thôi chị em ăn chuối đỡ đi. Rồi. Chuối xanh lè mà ăn cái gì? Hai ba. Tôi thấy con vàng tôi mới lấy nha. Ba cái miếng vàng này cho dành cho ông núi. Tôi ăn cái gì? Thì ăn sao đi. Muốn ăn chuối ai? Khuya rồi, thằng núi chưa về nữa. Thôi, đóng cửa đây. À, anh khoan đã. Tại vì em tính đi xuống với Tám có tí việc. Bà Tám hả? Dạ. Bà Tám 10 giờ đóng cửa rồi. À, thì xuống gọi cửa Tám. Tại vì em mua cái này gấp lắm. À, anh yên tâm đi, đúng 11 giờ là em đóng cửa à. Anh đi ngủ trước đi. Ừ, vậy thôi anh đi ngủ trước nha. Dạ. Em học bài xong rồi một lát đóng cửa ha. Có cần anh ngồi đây học bài với em ha? Dạ, thôi không cần đâu. Anh đi ngủ trước đi. Em học bài nên cần yên tĩnh một xíu. Vậy thôi. Anh đi vô ha. Dạ. Làm gì ngủ gật ở đây vậy trời? Em học bài. Học bài hay là đợi anh? Ở Nam Phong Long rồi chúng ơi chúng. Hey, đói bụng quá. Không biết trong tủ lạnh có gì ăn không ta. Chạy đâu không biết nữa. Hey, làm người đàn ông gương mẫu chi không biết phải ăn mì. Tóc quắn như gói mì luôn. Hợp lý á. Wow, đâu ra món này vậy? Sao biết anh thèm vậy? Hiểu dễ sợ luôn hả? Ăn không? Ăn mì. Trời đã quá, một mình anh được quý dĩa luôn. Quá ngon.
công nhận ha. Hôm nay 11 rưỡi rồi mà anh hai chưa đóng cửa. Có thấy lạ lạ làm sao á? Chắc là ảnh quên lắm mà. Quên gì? Anh hai kỹ tính muốn chết luôn vậy á. Ở đâu quên? 11 rưỡi kìa em thấy không? Đúng là con gái. Anh hai. Gì đây? Xin tiền phải không? Sao anh hai thông minh quá vậy? Thôi đi, mỗi lần gọi từ anh hai là biết xin tiền rồi. Chỉ có anh hai mới hiểu được em thôi. Sao? Làm gì? Em muốn mua sách anh hai ạ. Hôm bữa mới mua sách xong mà sao mua hoài vậy? Đâu có, trời ơi, em đọc thuộc hết rồi, đọc hết rồi. Đọc hết thì đọc lại. Trời ơi, nhưng mà em thuộc hết rồi hai ơi, thuộc không thiếu một chữ luôn, thuộc từ hả tiêu đề tới nhà phát hành luôn đó hai. Trời ơi hai ơi. Ai ăn ở bao nhiêu năm với nhau rồi, anh mà không hiểu mà em là một đứa muốn sách, cần sách, yêu sách. Em tìm khát, em khao khát có một cuốn sách, hai hiểu không? Sách là mạng sống của em đó đại ơi. Đừng nói gì hết, cho tiền đi, đừng nói gì hết. Trời ơi, tôi thương em trai tôi quá. Nhìn cảnh tượng này chịu không nổi. Thôi được rồi, anh hai cho tiền mua sách nè. Ôi trời ơi, cảm ơn anh hai. Nãy giờ ông cho lẹ mệt quá trời. Anh chưa rút tiền, hẹn tối anh đưa nha. Tối anh về đưa cho nha. Anh hai ơi, thật anh đối xử một con bé như vậy này. Anh hai ơi. Anh ba ơi, em mượn 200 nha anh ba. Im lặng là đồng ý nha anh ba ơi. Anh chiều nay đi mua váy cho em rồi. Ủa, anh nhớ là anh đã mua cho em hồi thứ hai tuần rồi. Hai cái váy rồi còn gì. Nhưng mà hôm nay là thứ sáu rồi. Thôi thôi thôi, bây giờ ráng chịu khó mặc hết mấy cái này đi tính tiếp nha. Thôi, toilet quá à, đi. À, ở chung với ông xong riết rồi lay tính trùm sò. Chị, anh Núi không có ở nhà. Thôi đi, cô đừng có làm bộ. Em nói thiệt mà, anh Núi không có ở nhà. Cô á, cô thôi đi cái điều bộ ngây thơ của cô đi, đừng làm bộ nữa. Đúng rồi, đi tin. Chị nói gì vậy, em không hiểu. Cô á, cô thừa biết anh Núi có tôi là người yêu rồi. Mà cô còn cô theo cô quyến rũ anh Núi nữa. Đúng là như cái kiểu mà thiết phí công chúa đi dụ dỗ Ngô Ma Dương á. Thiết phiến là vợ chính của Ngô Ma Dương mà. Kệ tôi đi, cô im đi, cô. Cô là cái gì đây mà cô dám chửi Nguyệt, cô chỉ tay vô mặt Nguyệt vậy hả? Cô tay du ký chưa? Hả? Cô nói nghe coi. Với một cái gương mặt hoạt hình như cô mà không phân biệt được hồ ly hay thiết phiến công chúa hả? Cái gì, cô muốn nói cái gì? Thưa hỏi tôi nhảy vô họng cô tôi nói luôn nè. Xin lỗi nha, xin lỗi cho cô biết nha. Với cái một gương mặt hoạt hình như cô thì hãy về cái xứ sở của cô mà tự chửi tự nghe đi ha. Tự hả hê đi. Đừng em, đừng chơi chút gái cái mặt hoạt hình em. Trời ơi, em nín đi Nguyệt, khóc đi, khóc hoài vậy em. Bộ em dư nước lắm hả Nguyệt? Hôm nay em uống mấy lít nước gì Nguyệt? Ngày uống mấy lít nước mà dư nước như vậy Nguyệt? Em uống 2 lít nước. Anh thấy em khóc nãy giờ là hết 2 lít rồi đó Nguyệt. Nín.
Bà Nguyệt nín ngay lập tức, bà Nguyệt ngậm miệng lại và nín. Hôm nay em muốn làm cái gì? Hả? Anh chịu á. Hôm nay anh chịu em hết luôn, muốn gì em nói đi. Bà nín, bà nói bà Nguyệt. Bà nín. Rồi làm cái gì? Hôm nay anh chịu em hết á. Thiệt không? Thiệt. Nói đi, anh chịu hết. Đi nhậu. Em bị khùng hả? Rồi rồi, đi nhậu, đi nhậu, nín nín đi, trời ơi. Vô. Trời ơi, đắng quá. Trời ơi, nhỏ này đô mạnh dữ bay. Em uống ít thôi, em xỉn bây giờ. Anh uống đi. Thôi em uống hoài say bây giờ, cứ uống hoài. Em chưa có say. Anh nói là hôm nay anh chiều em hết mà. Uống đi, uống đi. Thì... Nhưng mà chắc anh phải gọi anh sau xuống trả tiền cái chầu này quá. Chứ anh thấy chầu này nó cũng hơi căng á. Uống đi, ăn hoài à. Dì ơi, dì em chai bia đi đây. Trời ơi, cái gì mà nặng gì. Ê, ê, cái từ, vô, 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 vô đi. Trời ơi. Gì, ê, không biết. Sao tự nhiên cho nó uống bia làm chi vậy? Ai mà biết đâu, tự uống đó. Em chưa có say. Say rồi. Dạ, vô đi ngồi đi. Xuống mà xuống mà xuống. Ừ, trời ơi. Em chưa say mà em muốn uống nữa. Cái gì vậy? Sao vậy? Sao tự nhiên cái uống say xỉn tùm lum hết trơn vậy? Đâu có cản, đâu có biết được đâu anh. Anh biết tính Nguyệt rồi. Em chưa có say mà. Say rồi. Chưa, em muốn uống nữa. Thôi nằm nghỉ đi, uống gì nữa. Cái gì mà uống hoài vậy bà? Thôi đi, uống gì nữa, say bét nhè đi kìa. Cô Hoàng Anh nó có gì tốt chứ? Cô Hoàng Anh nó có gì tốt mà ảnh yêu chứ? Em tốt hơn mà. Em thương ảnh nhiều hơn cổ mà. Tại sao ảnh không hiểu em hả? Tại sao vậy? Tại sao lại không hiểu em? Anh đâu có biết đâu. Tại sao anh lại không biết? Cái gì anh cũng biết hết trơn mà. Trời ơi, cái gì cũng biết là thằng Biển vậy anh đâu. Anh đâu có biết gì đâu. Em ghét anh. Người đó, em ghét cô Hoàng Anh đó, em ghét ai mà tại sao ở bên cạnh nhau nhá. Biết. Tại mày đó, chuẩn bị như xỉn cái ghê quá này nè. Ôi xỉn cũng được mà hai, coi như là biết trong lòng Nguyệt nghĩ cái gì, không biết còn mệt hơn nữa. Ôi. Bên kia, ở bên kia, ôi, bên kia. Ôi, lộn mà ghép đây nè. Còn lực. Đó. Thương ha, thương núi đi về cho núi hưởng sức nóng đó. Em lao đó, hay quá. Anh Song ơi, trễ giờ làm anh Song ơi, dậy đi anh Song ơi. Trời. Sao nhìn hai anh tả tơi quá vậy? Em xin lỗi, chắc tại tối hôm qua em làm phiền hai anh dữ lắm ha. Đâu có gì đâu em, đâu phải lỗi của em đâu. Đợi thằng quỷ kia về, anh sẽ xử nó, lấy lại công bằng cho em. Thôi anh ơi, đừng có nói chuyện hôm qua cho anh núi nghe. Sao mà không nói được em? Tại ổng mà em mới bị ăn hiếp đó. Dù gì chuyện nó cũng qua rồi. Em không muốn nói tới nói lui nữa. Thôi được rồi. Nếu như em muốn nói á thì anh sẽ không nói đâu. Nhả ra. Em cảm ơn hai anh nha. Thôi giờ em đi học đó. Hai anh dậy đi, trễ giờ làm rồi kìa. Bye bye.
buổi sáng cả nhà. Nói về đại ca. Trời ơi, làm gì mà tối hôm qua thiếu em có một đêm mà không ngủ được hay sao mà tối nay quần thâm như băng đá vậy? Trung, đúng rồi, mày đi đâu? Khai mau, ở đâu, làm gì? Khai đi, nói nhanh lên. Làm gì mà bạo lực dữ vậy? Em qua em nhắn tin là em ngủ lại rồi mà. Ở đâu, làm gì? Khai đi. Đây là chuyện riêng của tôi, liên quan tới hai người. Nếu mà không khai á thì đừng hòng mà đi đâu hết. Hai người đừng có quá đáng hay chưa? Tôi đâu phải là vợ của hai người đi ngoại tình đâu mà về đây tra hỏi vậy. Có phải tối hôm qua anh đi tò te với cái con Hoàng Anh đánh đá đúng không? Tôi biết lắm mà. Nè, cho dù Hoàng Oanh hay là Hoàng Anh hay là Vành Khuyên ha, thì cũng không được hay chưa? Dám qua đường với gái hả? Hai người đừng có quá đáng cái gì hay chưa? Em mê gái cũng phải có nguyên tắc chứ bộ. Hôm qua là đi hả, hẹn với là mấy ông bạn chụp hình, nhậu về trễ quá cho nên là em không muốn phá vỡ cái nội quy của anh, cho nên em mới ngủ qua đêm. Ê, vậy thôi. Ê, anh cũng biết tuân thủ nội quy nữa hả anh ba? Chứ sao mày, tối qua hẹn toàn được rửa không, gái đâu mà gái. Được rửa hả? Được rồi, đưa số điện thoại của mấy được rửa đây, tao điện thoại liền tức thì luôn. Thôi đi anh hai, đừng có vậy, quá đáng à. Em lớn rồi, phần nhỏ đâu mà anh hai quản lý nữa. Đưa số điện thoại như vậy anh hai gọi điện thoại mất mặt em trơn à. Ê, anh ngon thì anh đưa số điện thoại cho anh hai đi, để anh gọi đi. Anh sợ gì? Giấu đầu lời đuôi hả? Núi này đã nói không là không, nghe chưa? Trời đất ơi, hai người đừng có mà rảnh rỗi đi đoán mò tùm lum tà lá thứ. Bây giờ mấy giờ rồi? Không chịu chuẩn bị đồ đạc đi làm đi học. Trễ giờ. Em còn tới kiểm tra nữa. Đi. Ôi, bực bội à. Mới đi có một tối thôi á, rung beng lên hết trơn à. Chua đi. Anh thèm ăn cái chua quá. Hay là mình ăn củ qua đi ha. Rồi một sớm mai bóng nhìn qua không? Anh đang thèm ăn củ qua lắm luôn đó. Còn tám ra ngoài sân với mọi người là toàn thể cái chung cư này. Sao? Phải hung tiền lại. Đi làm gì? Để sửa cái sân của tám. Phải bị lún sân. Ê! Vậy là mày nói mày phải không? Chạy lún sân không? Rồi, anh sợ mày luôn hả núi? Anh gọi mày đại ca được chưa? Cô biết năn nỉ trần lên núi này nữa hả? Khi thấy cô đơn, ôi, đúng rồi, đẹp trai ơi, mọi người đẹp trai. Giờ này em mới xuống đây chạy bộ. Không, mà nay chuyện gì mà anh dậy sớm tập thể dục trời. Trời ơi, dậy sớm tập mới được nhiều. Tự nhiên sao hôm nay anh si đột xuất vậy? Bây giờ mình trồng mỗi loại một cây. Nếu mà nó hợp đất, cây mốt quá, mình trồng nhiều. Cũng như là nhiều lúc mình cũng không có được nhiều. Phải ghi ý kiến của ông á. Cái gì mà không tốn tiền là tôi thích chị lắm. Biển không có sóng, sao gọi là biển lớn? Sóng không quanh con, sao gọi là sóng dài? Rồi một sớm mai khi thấy cô đơn cùng nhau ngóng tìm. Em cũng què đúng không? Ờ đúng rồi. Sao sinh nhật bị què rồi, nhật cũng không biết.